ta cần có nguyên vật liệu như ống hút, một ly nước, một chai xà phòng. Đầu tiên chúng ta sẽ mở chai xà phòng này ra. Sẽ đổ xà phòng vào. Rồi. Các bạn thấy gì không? Mở bún. Giờ mình sẽ dùng ống hút một khuấy. Rồi sau đó mình sẽ thổi nha. Bạn ở nhà các bạn cũng có thể tập trước lắm mà. Kìa bác. Kìa đó ai kìa.